tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay mình làm video này nhằm mục đích bật mí cho bạn biết những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một con cá với màu đẹp. Thì như bạn biết, cá với màu nó có tới trên 70 dòng lận. Thì mỗi dòng nó đều có một cái tiêu chuẩn đánh giá khác biệt với nhau. Thì hôm nay mình chỉ nói những tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá một dòng cá với màu thôi. Và dòng cá với màu mà mình hướng dẫn các bạn đánh giá ngày hôm nay là dòng Dumbo Red Tail nha. Tại vì đây là dòng cá cơ bản nhất và dễ đánh giá nhất, có nhiều điểm chung nhất đối với những dòng cá với màu khác. Rồi, mời bạn đi theo mình để theo dõi nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cách cho bạn đánh giá dòng cá màu Dumbo Red Tail này như thế nào gọi là một dòng cá, một con cá màu Dumbo Red Tail đẹp. Mình sẽ chỉ cho bạn đánh giá cá trống lẫn cá máy luôn nha các bạn, để mà giúp cho những bạn mà mới chơi, những bạn mới học chơi, những bạn muốn đi mua cá màu có thể lựa cho mình những cái con cá màu đẹp, những con cá màu đạt chuẩn để mà về mình làm giống. Không phải mình bắt cá màu về mình chơi không, có thể mình bắt về để mà mình sinh sản đời sau, mình chơi, mình vừa chơi mình vừa làm giống luôn. Thành ra có nhiều bạn sẽ rất là phân vân khi mà đi lựa chọn cá màu ha. Nếu mà chúng ta không có người nào để nhờ hết thì chúng ta chỉ có thể dựa vào chính bản thân chúng ta, đi dựa vào con mắt của chúng ta để mà chúng ta đánh giá một con cá để mà chúng ta mua, không sợ bị lầm nha các bạn. Thì trước mắt các bạn á là cái bầy Dumbo Red Tail tôi của mình chỉ vớt được vài con thôi ha, không phải là những con đẹp nhất trong bầy, chỉ là những con dễ vớt nhất trong bầy thôi nha các bạn. Đó thì này, như cái dòng Dumbo Red Tail này, những điểm mà các bạn cần đánh giá như là hình thể này, màu sắc này, đuôi nè, vây này, vây bơi này, ha, là năm cái đặc điểm tiêu chuẩn các bạn cần đánh giá một con cá. Hình thể, cái thứ nhất hình thể, mình vào cái vấn đề thứ nhất là hình thể này. Hình thể con cá phải khỏe mạnh này các bạn. Nếu bạn chú ý kỹ cái con cá của các bạn, cái hình đó nó như cái hình bầu dục dẹp ha, con cá không quá ốm, cũng không quá mập, không quá gầy, không quá mập, không quá dài, hình thể vừa phải, cân xứng. Cái đường từ cái đường trên lưng á, từ cái chóp mỏ cho tới cái gốc của vây lưng á thì nó hơi cong nhô lên một chút xíu, và từ cái gốc của vây lưng cho tới gốc đuôi cái đường đó thì nó sẽ thẳng, và ngược lại cái đường dưới bụng cũng vậy, từ cái miệng cho tới rốn hậu môn á nó sẽ cong về phía dưới một chút xíu, và từ cái hậu môn xuống tới cái góc đuôi nó sẽ thẳng, thì là một con cá có hình thể chuẩn ha. Cong cân bằng nha, cân bằng nha, không được cong quá nha. Nếu mà cong quá thì quy về trường hợp gãy lưng. Như những con này là cong cân bằng này, các bạn thấy những con cong mà các bạn thấy góc luôn á là gãy lưng đó, những con cá đó có tật lưng các bạn không nên bắt. Cái thứ hai các bạn cần đánh giá nữa là vây bơi. Dumbo này tất nhiên phải có đánh giá vây bơi rồi, những dòng khác không phải Dumbo thì mình không đánh giá vây bơi nhiều, nhưng Dumbo mình phải đánh giá vây bơi. Vây bơi phải to, phải rộng, phải dày, và phải lên màu xanh hoặc xanh đen, xanh lam hoặc xanh đen, thì đó là những con cá mà có bộ gen Dumbo tốt. Tránh trường hợp chọn những con cá Dumbo có vây dài nhưng mà hẹp nha. Thì như cái bộ này của mình là Dumbo vây to đó, các bạn thấy vây nó to và nó dày, bạn thấy không đó. Và cái vây của nó phải tới đó, nếu mà các bạn để ý thì cái vây của nó là phải tới cái góc vây lưng thì mới là đạt cái Dumbo nha, có thể tới hoặc vượt qua cái góc vây lưng luôn thì nó mới là đạt Dumbo. Còn những cái con mà vây lên đen ta bơi tuy là to nhưng mà không có mà vượt qua cái góc vây lưng đó, thì đối với mình đó là những cái con không được đạt ha. Nãy giờ mình chỉ nói về cá trống thôi nha, cá máy chưa đâu nha bạn. Mình sẽ chỉ cho bạn đánh giá cá trống lẫn cá máy luôn. Về phần đuôi thì Red Tail thì tất nhiên là phải đuôi đỏ, vây lưng phải đỏ, Red Tail là đuôi vây đều đỏ nha. Thì đối với cá trống cái vây lưng phải đỏ, cái đuôi phải đỏ và đồng nhất, không có chấm bi, không có bất kỳ cái màu gì xen vào ngoài màu đỏ, và từ cái phần gốc đuôi cho tới phần vây lưng cái màu đỏ có thể lam lên tới phần đó luôn, màu đỏ có thể lam lên tới phần gốc đuôi và phần vây lưng. Các bạn thấy những con cá gen mạnh, các bạn thấy gốc đuôi sẽ lam lên nhìn rất là đã, nhìn rất là đỏ tươi ha. Cái mà các bạn cần đánh giá tiếp theo nữa, Platinum đây
Mình quên cái đuôi mình chưa nói xong nữa, cái đuôi và cái vây lưng mình chưa nói xong nữa. Đối với con cá Dumbo này á, thì cái vây lưng các bạn không cần đánh giá, không cần mà yêu cầu gì nhiều đâu. Các bạn chỉ cần vây lưng vừa to vừa dài là được. À, dài chấm chạm góc đuôi và qua góc đuôi chút xíu là ok rồi. Đó, bởi vì có những con là vây lưng không đạt, nó sẽ vây lưng nó không sẽ không tới cái góc đuôi. Các bạn để ý trong đây có một con vây lưng nó không tới góc đuôi luôn. Thấy không? Nó qua góc đuôi một chút xíu là được rồi. Cái vây lưng á vừa to, vừa đỏ và dài. Còn phần đuôi là phải khá là rộng căng nha. Rộng căng. Tại vì cái đuôi con cá nó sẽ không được tròn đâu. Cái dòng này mình nuôi xong mình không thấy cái đuôi nó được tròn. À, cái đuôi nó sẽ xong lo, nó không được tròn. Đặc trưng của dòng này là vậy. Rồi, về phần Platinum nè. Platinum thì những con cá trống, những con cá trống thì các bạn xem, phần Platinum nó sẽ lên màu sáng, màu bạc, màu trắng bạc, màu xanh gì đó. Đó, bạn thấy không? Đó, lên màu xanh Galaxy hoặc màu trắng bạc. Hay là những tiêu chuẩn đánh giá cái Platinum của con Dumbo. Dumbo trống. Đó, là thân này, vây bơi này, vây lưng này, đuôi này, màu thân này, cái màu Platinum này. Đó, cái nữa là vây bụng. Một con cá hợp cách mà đẹp. Vây bụng, trừ những dòng cá rít bông ra nha. Những con cá bình thường vây bụng nó phải là dài tới phần góc của góc phía dưới, phía sau cùng á, cái góc phía sau cùng, cái góc gần đuôi nhất á của cái vây lưng. Cái góc, mình nói cái góc các bạn biết cái góc không? Cái góc là cái phần mà đi trên đường sinh sống á. Đó. Ha. Đó là những cái đánh giá về cái con cá với màu trống. Còn những con cá mái thì do cá mái nó sẽ không lên màu vây bơi, thành ra các bạn không cần đánh giá màu vây bơi nha. Các bạn chỉ cần đánh giá vây bơi khá là to, vây bụng, hình thể thì cũng phải cân xứng như cá trống. Và đặc biệt một con cá mái tốt là một con cá mái có hình thể to hơn cá trống từ 1,3 đến 1,5 lần. Các bạn để ý con cá mái lúc nào cũng to hơn cá trống 1,3 đến 1,5 lần. Ha, về đánh giá hình thể con cá mái. Còn cái vây bơi á, các bạn không cần đánh giá nhiều, chỉ cần vây bơi ấy là được rồi. Và chủ yếu là những con cá mà bạn đánh giá là phải bơi linh hoạt nha. Bơi không linh hoạt là không được nha. Bơi linh hoạt. Đó. Rồi cái vây bụng á thì nó cũng như đánh giá như cá trống. À, vây lưng á nó chỉ khác, nó cũng đánh giá tương tự cá trống, chỉ khác là đuôi, vây lưng và cái hình thể và cái vây bơi thôi. Vây lưng á thì các bạn chỉ cần nó hơi lên màu nhạt nhạt cũng được ha, không cần dài, tại vì cá mái vây lưng nó sẽ không dài, miễn là vây lưng nó to và dựng đứng là ok rồi. To và dựng đứng, to và đứng là đẹp. Cái đuôi là phải đồng nhất. Thường thường cá mái Dumbo nó sẽ ra cái màu đuôi nó rất là lạ, nó có xen cái màu trắng hoặc là nó có xen chấm bi vô. Nó có xen chấm bi vô, thành ra các bạn chọn những cái con mái mà đuôi đỏ nha, đồng nhất, không có ấy, và bơi lội linh hoạt không bệnh. Đó, đó là những tiêu chuẩn đánh giá của dòng cá Dumbo mà mình, mà các bạn có thể là nhìn là các bạn biết liền. Như mình lúc trước mình đi mua cá màu là mình phải nhờ người ta lựa giùm không, tại vì mình không biết một dòng cá là cần phải đánh giá những cái gì. Khi mà mình nuôi nhiều rồi, mình có kinh nghiệm một chút đỉnh rồi, thì đối với mình thì đánh giá những dòng cá này thì nó quá đơn giản, nó không có dễ trơn. Nhưng mà đối với những bạn mới mua, mới chơi, hoặc là những bạn mà muốn mua về chơi á, thì nó cũng khá là nhức đầu. Tại vì vô nhìn con cá nào cũng đẹp, nhưng mà không biết con cá nào đạt chuẩn và con cá nào không đạt chuẩn. Đó, tại vì vô con cá với màu thì có màu nổi là đẹp rồi ha. Đối với những người mới chơi, có màu nổi về bơi to và bơi lên màu là đẹp rồi. Còn đánh giá về vây lưng, về hình thể là không có, mình không có để ý mấy cái đó đâu. Nhưng mà khi mà các bạn chơi nhiều rồi, bạn sẽ để ý hình thể con cá mà nó cân xứng thì con cá nó mới là khỏe mạnh nha. Các bạn muốn để làm giống, các bạn cũng phải chọn những cái hình thể cân xứng và khỏe mạnh, thì lúc đó thì cái con giống của các bạn nó mới đạt. Chứ mà chọn những cá gãy lưng thì rất là dở ha. Rồi cá mái nó cũng vậy, nó phải to hơn cá trống thì nó đẻ được mới nhiều. Còn cá mái mà nó nhỏ hơn cá trống thì tất nhiên không có đạt, là đẻ ít ha. Về cái vây lưng thì chọn vây lưng to và dài, thì đẻ con ra mới có vây lưng to và dài chứ. Nếu mà vây lưng nhỏ xíu thì bạn đẻ cá đẻ con ra vây lưng nhỏ xíu à. Đó, thì hy vọng cái qua cái đoạn video này nè, có thể giúp được cho mấy bạn mà mới chơi á,
mấy bạn mà mới chơi, mấy bạn mà cái ấy của mình nó hơi mờ chút xíu nè bạn. Mấy bạn mà mới chơi, mấy bạn mà chưa có biết lựa cá như thế nào thì sẽ rút được một cái số kinh nghiệm về Dumbo này. Thì đa số cái dòng Dumbo này á, thì những tiêu chuẩn đánh giá cơ bản nó, những dòng cá khác nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà nó khác. Nó khác nha, có một số chi tiết nhỏ nó khác, các bạn cần phải chú ý. Thì trước tiên này mình chỉ cho bạn những cái dòng đơn giản nhất thôi, cho bạn nhìn quen con mắt cái đi. Rồi từ từ rồi mình sẽ nói, có điều kiện, có dịp mình sẽ nói về những dòng mà khó hơn một xíu à, như dòng rip bông đó. Như dòng rip bông này bạn phải đánh giá luôn cả cái rip bông vừa to vừa dài các kiểu. Như dòng Netkin các bạn phải đánh giá qua răng thân. Như dòng rồng các bạn phải đánh giá qua răng thân, qua răng đuôi. Như dòng môi rắc các bạn phải đánh giá qua răng đuôi. Rất là nhiều. Thành ra mình chỉ chọn những cái dòng mà có màu sắc cơ bản như vậy, mình chỉ các bạn đánh giá nó dễ trước. Đối với những bạn mới chơi thôi nha, mình chủ yếu là hôm nay là mình chỉ cho những bạn mà chưa có thể mà đánh giá một con cá màu cơ bản được. Chứ còn những bạn chơi lâu rồi mình không dám chỉ, tại vì tính ra thì đánh giá cái kiểu đánh giá này không phải là đánh giá theo kiểu thi. Đánh giá theo kiểu thi nó sẽ rất là khắt khe, nó sẽ tính luôn cả cái kích thước nha, kích thước góc đuôi, kích thước góc vòi lưng và cái kính luôn cả cái kích thước tụ rất là nhiều đó. Ở đây thì mình chỉ đánh giá bằng mắt thôi, còn nếu mà đi thi á, thì cái hồ mà xô của các bạn á, nó sẽ có phân chia kích thước luôn, nó sẽ có chia kích thước tọa độ luôn, các bạn đưa ra là các bạn thấy bạn có thể đánh giá được ha đó. Còn cái này thì chỉ cho bạn, những bạn mà muốn chơi mà chưa biết con cá màu như thế nào, gọi là cái dòng đó, cái dòng Dumbo này hoặc là những dòng khác tiêu biểu như dòng Dumbo này, thì con cá của dòng Dumbo này như thế nào gọi là đẹp, thì bạn cần đánh giá 6 cái tiêu chí đó là được. Hình thể, vây bơi, vây lưng, đuôi, màu đuôi, màu vây bơi, hình thể, vây lưng, đuôi, vây, mình nhắc lại, mình lộn rồi đó. Nè, hình thể là cái thứ nhất nè, vây bơi nè, vây lưng nè, đuôi nè, vây bụng nè, platyum nè, là 6 cái tiêu chí để đánh giá một con cá Dumbo nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo mình nha. Hy vọng các bạn sẽ chọn được cho mình những cái con cá với màu đẹp để mà mình nuôi chơi và để là làm giống luôn. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye nha.